Rồi và hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn ngắn để mà hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn có thể xử lý khi mà cái bịch thức ăn của các bạn nó bị kiến nha. Đấy, thì nói chung là cái bịch thức ăn này của mình nó bị kiến rất là nhiều nè các bạn. Đây, cho các bạn thấy, thấy không? Đấy, rất là nhiều kiến luôn. Và cái này theo mình thấy hình như là kiến lửa các bạn, nhưng mà loại nhỏ thôi. Đấy, thì những con kiến này nếu như mà các bạn để vào chén thức ăn cho con chuột của bạn ăn á, thì mấy con kiến này là nó có thể cắn con hamster của các bạn. Đấy, dẫn đến là tình trạng là con hamster của bạn nó rất là khó chịu. Đó, đây, rất là nhiều kiến luôn nè. Đó, nó lôi nhoi lúc nhúc ở trong rất là nhiều luôn các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn có thể xử lý khi gặp cái tình huống này nha. Đấy, thì ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái dĩa như thế này, hoặc là một cái chảo như thế này. Đấy, các bạn có thể sử dụng những cái chảo bằng gang hoặc là bằng nhôm inox như thế này, thì cái công dụng của nó sẽ gọi là ok hơn nha. Đấy, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái mâm bằng nhựa cũng được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đổ thức ăn ra đây. Đấy, đó, mình sẽ đổ ra hết luôn nha. Đấy, bạn đổ hết luôn nha, đừng có chừa gì hết, bạn xử lý một lần luôn. Đấy, để thôi là kiến nó sẽ gọi là lên nữa. Đấy, bạn đổ ra một chiếc chảo như thế này. Đấy, thì nói chung cái chảo này thì nó khá là nhỏ các bạn, cho nên mình sẽ xớt qua cái mâm nhựa này nữa, cho nó gọi là rộng một tí. Đấy, rộng để làm gì? Thì một tí nữa thì mình sẽ đi đem cái chảo với lại cái dĩa này mình sẽ đi phơi nắng. Đấy, phơi nắng thì chắc chắn là kiến nó nóng quá thì nó sẽ gọi là đi ra hết luôn. Đó, các bạn có thể gọi là rang lên cũng được. Đấy, nhưng mà theo mình thì mình sẽ đem đi phơi nắng, tại vì hôm nay ở chỗ mình có nắng khá là cao. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đem ra ngoài là phơi nắng nha. Đấy, các bạn lựa ngay 12 giờ trưa đó, hoặc là giờ nào mà có nắng thật gắt luôn á, thì các bạn đem ra ngoài phơi nắng thôi. Đấy, còn nắng buổi sáng thì nói chung là nó nhẹ nhẹ thôi các bạn, cũng chả xi nhê chứ với mấy con kiến hay đâu. Các bạn lựa giờ nào mà nắng nóng nóng một tí, các bạn đem ra các bạn phơi như thế này. Đấy, thì các bạn phơi khoảng 15 phút hoặc là nửa tiếng á, thì chắc chắn mấy con kiến nó sẽ bò ra hết nha. Đó, thì cái cách này rất là dễ làm luôn. Đó, ok, rồi bây giờ mình sẽ để ở đây và nửa tiếng sau mình lại mình quay lại cho các bạn xem coi nó như thế nào nha. Rồi, và mình nãy giờ mình phơi nắng hình như cũng được hơn nửa tiếng rồi các bạn. Đấy, mình trong nhà làm tí việc mình ra mình phơi nắng cũng hơn nửa tiếng rồi. Rồi bây giờ mình coi nó như thế nào nha. Đấy, ok, thì đây như các bạn thấy, đấy, rất là hiệu quả luôn nha các bạn. Đấy, không còn một con kiến luôn. Đấy, kiến cha, kiến mẹ, kiến ông gì nó nói chung là nó về tổ hết trơn luôn rồi. Đấy, ok, đấy, thì các bạn để trong cái chảo bằng gang bằng inox như thế này á, thì cái nhiệt độ nó sẽ cao hơn những cái dĩa bằng nhựa như thế này. Đấy, còn ở nhà bạn không có chảo gì đó thì các bạn có thể lấy những cái dĩa bằng nhựa như thế này các bạn để lên cũng được. Rồi, và bây giờ mình sẽ đem vào, mình để vào hũ để bảo quản nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái hũ. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy hai cái chảo này đem vào trong và để vô cái hũ để bảo quản nha. Đấy, ok, đây, đây là cái hũ thức ăn để mình để vào để bảo quản cho mấy con chuột của mình. Đấy, các bạn nên sử dụng những cái hũ mà có nắp đậy như thế này thì bảo quản thức ăn nó sẽ ok hơn nha. Đó, cái hũ nhựa đơn giản vậy thôi. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ múc để vào. Đấy, thì nói chung là cái cách này các bạn có thể sử dụng cho cái trường hợp là cái bịch thức ăn của các bạn nó bị kiến. Đấy, hoặc là cái hũ thức ăn của bạn, các bạn đậy không kỹ á, thì kiến nó vào á, thì các bạn có thể sử dụng áp dụng cách này. Ngoài ra, các bạn có thể những bạn nào mà cái hũ thức ăn của bạn để một thời gian á, mà các bạn không phơi nắng như thế này á, thì nó chắc chắn là nó sẽ bị mốc hoặc là bị mọt. Đó, những cái con mọt thì nó có nhưng thì nó có hai cái răng á. Đấy, đó, thì nói chung á, thì các bạn để trong cái hũ như thế bảo quản một thời gian thì các bạn phải lấy thức ăn cũ ra để mà các bạn phơi nắng, hoặc là các bạn có thể rang lên cũng được. Đấy, cho cái thức ăn nó không có bị ẩm nữa thì nó sẽ không có mốc và mọt nha các bạn. Đấy, còn đối với cái hũ thức ăn thì một thời gian thì các bạn cũng phải lấy ra rửa rồi lau thật sạch lại. Đấy, để cho thức ăn của hamster nó thật là sạch, đấy, nó không có bị mọt hoặc là mốc. Thậm chí là mình thấy có một số bạn thức ăn của các bạn nó bị cãi dồi nữa. Đấy, thì cái đó là mình không hiểu sao mà nó có cãi dồi nữa, thì cái đó mình không rõ. Đó, thì nói chung một thời gian thì các bạn phải đem ra phơi nắng nha. Rồi xong, mình đã để vào cái hũ nhựa như thế. Đấy, hoàn thành xong. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp kính lên nha. Đấy, các bạn cho nó ăn, cho hamster của bạn ăn thức ăn xong thì các bạn lưu ý là đậy nắp kính lại. Đấy,
đó, mua một cái hũ nhựa như thế nha. Đấy, rồi bỏ thức ăn vào, bảo quản cho nó kỹ tí. Thì thôi là các bạn để ở ngoài, để cột cái bịch ở ngoài thôi thì nó cũng là bị ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài. Đấy, đối với thức ăn rất là nhiều và cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của hamster của bạn rất là nhiều. Đấy, các bạn nên mua một cái hũ nhựa như thế. Đấy, một cái hũ cũng khá là rẻ thôi à, có vài ngàn đâu mà có thể là bảo quản được thức ăn của hamster của bạn rất là ok luôn. Đó. Rồi và nói chung là cái hôm nay mình làm video nhỏ nhỏ như thế cho để chia sẻ cho các bạn nha. Rồi và nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và còn cái ý kiến hoặc là thông tin gì nữa đó thì các bạn có thể inbox ở phía dưới nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.